Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và một số cơn lốc xoáy cùng lúc xảy ra ở Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc trong tuần này khiến hàng triệu người phải sơ tán. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khu vực miền Nam nước này dự kiến ghi nhận những trận mưa xối xả từ ngày 11 tháng 9 cho đến cuối tuần tới. Ít nhất 9 tỉnh và khu vực ở miền Nam đã ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, ở khu vực Quảng Châu chứng kiến hiện tượng thời tiết hiếm hoi khi lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và một số cơn lốc xoáy xảy ra cùng lúc, khiến hàng triệu người phải sơ tán, làm hư hại tài sản, ngập đất canh tác và gây ra nhiều trận bão cũng như lũ lụt hơn. Cụ thể, vào tối 2 ngày trước, một cơn lốc xoáy quét qua các khu vực ở Quảng Châu giữa lúc mưa lớn, cắt đứt nguồn cung cấp điện cho hơn 6.100 người dùng. Truyền thông địa phương cho hay, mực nước dâng cao ở mức nguy hiểm, cộng thêm sóng lớn ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính phủ trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt tới hỗ trợ. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc CNCC cho biết, kể từ tháng trước, lượng mưa ở lưu vực sông Châu Giang, một hệ thống sông rộng lớn chảy qua Quảng Đông và các khu vực thuộc Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2000. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến đạt mức cao bất thường vào tuần tới, có khả năng vượt qua 41,2 độ C. Thời tiết ấm áp bất thường xảy ra ở thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị lũ lụt tàn phá vào mùa hè 2 năm trước. Nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ đầu mùa lũ năm nay. Trong quá khứ, nước này dễ bị lũ lụt, gây ra lở đất, lở núi và ngập đất canh tác. Gần đây, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan nhiều hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Bắc Kinh đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc đề nghị các hãng hàng không chú ý bay qua những khu vực có thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nhắc nhở về những cơn bão nghiêm trọng sẽ xảy ra. Điều kiện thời tiết ở Trung Quốc có xu hướng không thuận lợi trong năm nay, một quan chức của Cơ quan Quản lý Hàng không Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo cho biết, trận chiến chống lũ lụt của Trung Quốc bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng, khi những trận mưa lớn hơn làm tăng mực nước ở thượng nguồn sông Trường Giang, dẫn tới nguy cơ lũ chồng lũ. Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo đợt mưa lũ mới tiếp theo trên sông Trường Giang và sẽ còn mạnh hơn đợt lũ hồi đầu tháng 7. Một số chuyên gia lo lắng, Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên nhiều con sông và hồ chứa. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã tăng gần 50m trong 10 ngày qua và gần mức thiết kế đập tối đa 175m vào thời điểm Bộ Thủy lợi thông báo hôm vừa qua. Mực nước hồ chứa lên tới 165m, giữa lúc lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp chạm mức 69.000 mét khối mỗi giây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết các nỗ lực kiểm soát lũ đang ở giai đoạn quan trọng vì những trận mưa lớn nhất có xu hướng rơi vào cuối tháng này và đầu tháng tới ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc. Ông Tập cũng cảnh báo về lũ lụt trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc. Khi xảy ra lũ lụt trên hệ thống sông Hoàng Hà, sẽ có khoảng hơn 30 triệu người tại 26 tỉnh bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu bị ảnh hưởng bởi trận lụt trong những tuần tới đây. Theo Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp, từ đầu tháng trước đến nay có 93 người tử vong và mất tích và hơn 2,6 triệu người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại về kinh tế của lũ lụt Trung Quốc chỉ trong hơn 2 tuần ở mức gần 60 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt lũ mới nhất là Hồ Bắc. Địa phương là nơi đã từng là tâm dịch COVID-19 vào năm 2020. Đây cũng là tỉnh có 17 thành phố bắt đầu kiểm soát thực phẩm khẩn cấp. Khắp tỉnh Hồ Bắc, các máy bay trực thăng làm việc cật lực để đổ hàng tấn cát và sỏi lên bờ kè. Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Hồ Bắc hôm vừa qua cho biết ít nhất 9 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề kể từ giữa tháng trước. Ít nhất 53 người thiệt mạng và 21 người mất tích. Hơn 45.000 người ở thành phố Ân Thi đã được sơ tán. Trước đó, mưa lũ nặng nề, nhiều khu vực trong thành phố này bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Quan chức thành phố đã 3 lần nâng cấp mức phản ứng khẩn cấp trong vòng chưa đầy 5 giờ.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục tàn phá khắp Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam, Hồ Nam và Quý Châu vào cuối tuần, với lượng mưa dự kiến từ 180mm đến 290mm. Trong khi đó, tại Giang Tây đã sửa xong 210m đê vỡ gần Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc sau 5 ngày nỗ lực. Ở vùng thượng lưu sông Dương Tử, thành phố Trùng Khánh đang chuẩn bị cho trận lụt tồi tệ nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay. Đêm qua, lãnh đạo thành phố Trùng Khánh áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời để ngăn chặn các tàu chở hàng nguy hiểm, container và các tàu khác có tổng trọng tải dưới 600 tấn vào các khu vực nhất định của sông Trường Giang. Thưa quý vị, lũ lụt xảy ra liên hoàn ở Trung Quốc nhấn chìm nhiều khu vực khiến cho cuộc sống của người dân lâm vào cảnh lầm than, màn trời chiếu đất. Không những thế, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt cũng đã làm cho các nước láng giềng cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng. Gần 4,8 triệu người ở bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ và Nepal cũng đang phải sơ tán do lũ lụt, trong khi ít nhất 209 người thiệt mạng và hơn 25 người mất tích. Tờ Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ Ấn Độ hôm vừa qua cho biết con sông Brahmaputra đã tràn bờ, đã phá hủy mùa màng và gây ra lở bùn, khiến hàng triệu người phải di dời. Con sông này chảy qua Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Kể từ cuối tháng vừa qua, hơn 3,08 triệu người ở bang Assam sơ tán do lũ lụt và 88 người thiệt mạng. Bộ trưởng Thủy lợi bang Assam Kesa Mahanta nói với Reuters rằng tình hình lũ lụt vẫn còn nghiêm trọng với hầu hết con sông chảy mạnh trên mức nguy hiểm. Bang Assam đang đối mặt với thách thức kép khi vừa chống lũ lụt, vừa xử lý đại dịch COVID tái bùng phát. Khoảng 26 trong số 35 huyện bị ảnh hưởng sau khi lũ lụt tàn phá trong đợt vừa qua. Dữ liệu của chính quyền New Delhi cho thấy gần 1,6 triệu người đã tái mắc COVID-19 và 30.843 người tử vong trên toàn quốc do dịch bệnh này. Ấn Độ là nước láng giềng của Trung Quốc, nơi cũng hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ tháng trước và làm ít nhất 190 người thiệt mạng và thiệt hại ước tính vào khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Mưa xối xả ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đứng trước nguy cơ cao về sự an toàn của con đập. Tại Nepal, giáp Ấn Độ, chính phủ yêu cầu người dân sống dọc theo vùng đồng bằng phía Nam cảnh giác vì mưa lớn, dự kiến xuất hiện dồn dập trong những ngày tới. Hơn 125 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất kể từ tháng trước. Cảnh sát Nepal cho biết khoảng 125 người khác bị thương do lở đất và lũ quét cuốn trôi nhà cửa, phá hủy đường xá, cầu cống. Nhiều người dân ở 36 trên 74 huyện phải sơ tán đến nơi an toàn. Quan chức Bộ Nội vụ Nepal Murari Wasti nói rằng số người chết sẽ còn tăng lên vì 84 người vẫn đang mất tích. Lở đất và lũ quét xảy ra phổ biến ở Nepal và các bang Assam, Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Thưa quý vị, tin tức mạng thời tiết đưa tin, kể từ cuối tuần qua đã có những trận mưa lớn và mưa xối xả cục bộ ở hầu hết Vân Nam. Lượng mưa lớn có thể dễ dàng gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và dòng chảy đá vụn. Sáng ngày 10 tháng 9, một dòng chảy đá vụn đã bùng phát trên sông Nộn Giang ở Vân Nam, khiến một số lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt. Công an địa phương đã khẩn trương đến hiện trường, tích cực phân luồng các phương tiện mắc kẹt, nỗ lực hết sức để giải cứu những người mắc kẹt. Hiện tại, không có thương vong nào được ghi nhận. Mạng lưới thời tiết nhắc nhở việc đi lại trong thời tiết mưa liên tục cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Một số lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt trong một trận lở đất bất ngờ ở Vân Long, Vân Nam, không có thương vong nào được báo cáo. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, trời đổ mưa lớn tại khu vực huyện Vân Long gây sạt lở đất đá bất ngờ trên toàn bộ đoạn tuyến đường tỉnh lộ Bao San Uyao đến Nujang Pianma, từ K59 đến K63 thị trấn Ninjan, Yuen Long County xe bị kẹt. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã lập tức tổ chức người khẩn trương đến hiện trường để phân luồng các phương tiện mắc kẹt và giải cứu những người mắc kẹt. Hiện số phương tiện mắc kẹt đã giảm bớt, chưa thống kê được thương vong. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết nếu thời tiết tốt, dự kiến khoảng 8 giờ tối, khu vực xảy ra sự cố sẽ được giải tỏa. Đài quan sát khí tượng Đại Lý phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 9. Dự báo trong 12 giờ tới, ở hầu hết các khu vực của Đại Lý sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở một số khu vực có thể lên tới hơn 70mm. Đề nghị các đơn vị và nhân viên có liên quan làm tốt công tác phòng chống lốc xoáy, sạt lở đất và các thảm họa khác. Dự báo trong 3 ngày tới, ở Tây Vân Nam và Nam Vân Nam có mưa lớn, dễ gây ra các tai biến địa chất như sạt lở đất và dòng chảy đá vụn, cần tăng cường công tác phòng chống.
Để đối phó với thời tiết mưa lớn, Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam đã sắp xếp cẩn thận các dịch vụ hỗ trợ khí tượng và cố gắng hết sức để làm tốt công việc ứng phó. Đài quan sát khí tượng Vân Nam đã phát ra tổng cộng 4 tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam, chú ý theo dõi tình hình thời tiết và đưa ra thông tin quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!